Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm các bài tập của sách bài tập toán lớp 6 sẽ kết nối tri thức với cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài số 4, mình sẽ làm tiếp bài số 4, các cộng các trừ tự nhiên. Mình sẽ làm tiếp câu 1.34 nha. Mình sẽ tính tập. Giờ mình sẽ viết lại cái đề, giờ mình tính tập nha. Như vậy mình sẽ làm câu này. Mình sẽ viết là cái đề 215 cộng 217 cộng 219 cộng 221 và cộng 227. Giờ xuống dòng như vậy. Giờ 215 mình xếp lại. Bây giờ mình sẽ nhóm. Mình xem hai số nào cộng nhau sẽ tròn trục nên mình sẽ nhóm lại. Mình thấy là 17 cộng 23 sẽ tròn trục nên mình sẽ nhóm 217 cộng với 223. Và mình thấy là 219 19 cộng 21 sẽ cũng là tròn trục nên mình sẽ nhóm là hai số này thành nhiều, đúng không? Như vậy mình sẽ làm thành hai nhóm nhé. Nhóm thứ nhất sẽ là 217 cộng cho 223. Nhóm thứ hai sẽ là 219 cộng cho 221. Giờ 215 viết lại. Giờ 217 cộng 223 thì bằng bao nhiêu? Mình thấy là 17 cộng 23 là 40. 200 cộng 200 là 4, kết quả là 440. Giờ 19 cộng 21 cũng là 40. 200 cộng 200 là 400, kết quả là cũng là 440. Chỗ này. Giờ tiếp theo, 215 viết lại. Mình sẽ lấy 400, mà mình thấy là hai số này cộng là cũng là tròn trục nên mình sẽ nhóm lại mình tính tiếp. 440 cộng 440. Xuống dòng các bạn. Giờ 215 viết lại. 440 cộng 440 chính là 880. Giờ 215 cộng 880 sẽ bằng bao nhiêu? 1095. Đúng không? Giờ như mình xong câu như mình sẽ bắt tiếp quay. Giờ câu B mình cũng viết là cái đề chứng như vậy S sẽ bằng như vậy 2 nhân cho 10 cộng cho 2 nhân cho 12 cộng cho 2 nhân cho 2 14 cộng cho 2 ở đây mình cho ta 3 chấm cộng cho 2 nhân 20. Giờ bạn giờ bây giờ thầy sẽ viết là cái đề nhưng mà thầy sẽ viết cho đầy đủ nhé. Chỗ này ba chấm là còn số nữa mà sẽ viết là đầy đủ. 2 nhân 10 cộng 2 nhân 12 cộng 2 nhân cho 14 cộng 2 nhân cho 16 cộng 2 nhân cho 10 18 cộng 2 nhân cho 20. Đúng không? Mình viết ra cho đầy đủ để mình dễ tính nha. Giờ như vậy 20 nhân 10 là 20, đúng không? 2 nhân cho 12 sẽ là 24. 2 nhân cho 20, 2 nhân cho 14 sẽ là 28. 2 nhân cho 16 sẽ là 32. 2 nhân cho 18 sẽ là 36 và 2 nhân 20 sẽ là 40. Đúng không? Giờ tiếp theo. Giờ bạn. Giờ bây giờ mình sẽ xem hai số nào cộng nhau tròn trục mà sẽ nhóm lại mình tính trước nhé. Như mình thấy là 20 cộng 40, đúng không? Sẽ tròn trục. Mình sẽ làm thành nhóm. Tiếp theo mình thấy là 24 cộng 36 cũng tròn trục. Giờ tiếp theo sẽ là 28 cộng 32. Đúng không? Như vậy cái này mình sẽ cũng nhóm lại nhé. Đúng không? Như vậy ở đây mình thấy là 20 cộng 40 là 60.
24 cộng 36 cũng là 60. Và 28 cộng 32 cũng là 60. Như vậy là 60 cộng 60 cộng 60 là 180. Đúng không? Như vậy là mình xong câu 1.34 nhé. Giờ như vậy mình sẽ qua tiếp câu 1.35. Có 1.35 người ta nói là không thực hiện tính toán hả? Giải thích vì sao kết quả các phép tính sao là sai nhé. Giờ các em sẽ đọc xem các phép tính tại sao nó bị sai. Mình không cần tính mà mình vẫn biết nó bị sai nhé. Trước hết là mình sẽ xem câu A. 121 cộng 222 cộng 323 cộng 984 và cộng 994 bằng 2648. Đây là kết quả sai. Như vậy là mình nhớ là mình sẽ thực hiện phép, mình sẽ lấy hàng đơn vị của các số này cộng lại xem có bằng hàng đơn vị bên đây hay không. 1 cộng 2 sẽ 3, 3 cộng 3 là 6, 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 9 là 19. Như kết quả sẽ là 19. Có nghĩa là chữ số tận cùng sẽ là số 9 chứ không phải là số 8. Như vậy đây là chắc chắn là sai. Như mình trả lời nha, tổng các chữ số hàng đơn vị là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 9 thì mình thấy sẽ bằng 19 đúng không? Nên chữ số tận cùng của tổng trên phải là 9 đúng không? Chứ không phải là 8, nhưng bằng 8 là sai. Do đó tổng bằng 2648 là sai. Giờ tiếp theo mình sẽ kiểm tra câu B luôn. Như vậy mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng tiếp. Giờ mình sẽ xem câu B nhé. Mình thấy là 121 cộng 222 cộng 330 323 cộng 984 cộng 999. Mình thấy là mỗi số này đều nhỏ hơn 1.000. Nên tổng của chúng phải nhỏ hơn 5.000 nữa nè. Ở đây người ta cho lớn hơn 5.000 thì chắc chắn là sai nhé. Như vậy mình trả lời nhé. Ta hãy các số hàng trên đều nhỏ hơn 1.000 đúng không? Nên tổng phải nhỏ hơn 5.000. Do đó tổng bằng 5649 là sai. Đúng không? Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 1.35 nha. Mình sẽ qua tiếp câu 1.36 nha. Giờ câu này cũng dễ đúng không? Giờ tiếp theo là câu 1.36. Giờ có công nhân vệ sinh trường em ở huyện Sóc Sơn ở Hà Nội. Hàng ngày cô phải đi xe đạp từ nhà ra bến xe buýt gửi xe qua đi 2 tiếng xe buýt. Sau đó đi bộ khi một đoạn mới đến trường. Cô đi xe đạp khoảng 10 phút để đến bến xe buýt, mất không quá 2 phút để gửi xe, không quá 25 phút cho tiếng xe buýt thứ nhất.
và không quá 15 phút cho tuyến xe buýt thứ hai. Sau đó đi bộ đến từ bến xe đến trường khoảng 5 phút. Như vậy câu hỏi người ta hỏi là trong trường hợp thuận lợi nhất không phải chờ tuyến xe buýt nào thì thời gian đi từ nhà đến trường của em là bao từ nhà đến trường của cô là bao nhiêu? Đúng không? Như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi trước nhé. Như vậy mình trả lời là trong trường hợp thuận lợi nhất. Không phải chờ tuyến xe buýt nào. Thì tổng thời gian mình sẽ tính tổng thời gian đi từ nhà đến trường của cô là giờ như vậy mình sẽ lấy như vậy là cô đi xe đạp 10 phút đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 10 phút cộng cho 2 phút gửi xe cộng cho 25 phút cho tuyến xe buýt thứ nhất cộng cho 15 phút của tuyến thứ hai cộng thêm 5 phút đi bộ đến trường. Như vậy tổng thời gian sẽ là bao nhiêu? Giờ như vậy là 10 cộng cho 2 là 12. 12 cộng 25 giờ cộng 15 cộng 5 thì sẽ bằng là 57 đúng không? Như tổng thời gian sẽ là 57 phút nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Để có mặt ở trường trước 5:30, thời gian vệ sinh của lớp học là từ 5:30 phút đến 6:30 phút, cô phải ra khỏi nhà muộn nhất là mấy giờ? Như vậy mình sẽ lấy 5:30 này mình sẽ trừ cho 57 phút chính là tổng thời gian đi từ nhà đến trường thì sẽ ra là cái giờ mà cô phải ra khỏi nhà muộn nhất đúng không? Giờ như mình trả lời câu B nhé. Muốn có mặt ở trường trước 5:30 cô phải ra khỏi nhà muộn nhất là bao nhiêu thì mình sẽ thực hiện phép chờ. Mình sẽ lấy 5:30 phút. 5:30 phút. Mình sẽ trừ đi cho 57 phút đúng không? Giờ như vậy mình sẽ thực hiện phép chờ. Như vậy mình thấy là cái phút này nhỏ hơn phút này nên 5:30 phút này thì mình sẽ đổi qua là mình sẽ lấy 1 giờ đổi qua phút đúng không? Như vậy mình lấy 1 giờ thì còn 4 giờ. Mình sẽ lấy 1 giờ đó mình đổi qua phút là được 60 phút cộng với 30 phút nữa là 90 phút. Mình sẽ trừ cho 57 phút. Như vậy kết quả sẽ là 4 giờ. 90 trừ 57 thì sẽ là 37 đúng không? Phút. Như kết quả là 4 giờ 33 phút nha. Giờ như là mình xong câu 1.36 nha. Câu 1.36 này cũng dễ đúng không? Ở đây mình không hiểu phép cộng, phép trừ là gì ha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu tiếp theo nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 1.3 mạng. Mình sẽ hai các dấu chấm hỏi bằng các chữ số kết hợp để được những phép tính đúng nhé. Trước hết là câu A là 8 chấm hỏi 5 cộng cho chấm hỏi 5 hỏi bằng 1504. Như vậy ở đây mình sẽ đặt chỗ này chính là A, số A. Chỗ này mình sẽ đặt là số B và đặt ở đây mình sẽ đặt là số C, đúng không? Như vậy ta sẽ cần tìm ABC sao cho 8A5 cộng cho B5C sau 1504. Như vậy ta cần tìm. Các chữ số ABC sao cho 85A cộng cho B5C bằng 1504. Và ở đây mình thấy là ABC là số tự nhiên có một chữ số. Số tự nhiên có một chữ số. Đúng không? Như vậy ta có như vậy mở đây mình xem như vậy chỗ này chính là C. Như vậy 5 cộng C sẽ bằng 4. 5 cộng C bằng 4 thì chắc chắn không được, đúng không? Vì ở đây mình thấy đây là một số tự nhiên thì 5 cộng cho một số tự nhiên phải lớn hơn 4, như vậy không phải bằng 4 mà phải bằng 11, đúng không? Nên C sẽ bằng bao nhiêu? 5 cộng C bằng 14 thì C sẽ bằng 9. Như vậy lúc đó mình sẽ được là 5 cộng 9 là 14 mà sẽ viết 4 nhớ 1, đúng không? Giờ viết 4 nhớ 1 nha. Như vậy ở đây mình sẽ là ký tự A. Như mình sẽ có A cộng 5. A cộng 5. Và A cộng 5 cộng 1 cộng 1 của cái phần nhớ nữa sẽ bằng 0. Bằng 0 chắc chắn là không được, đúng không? Vì ở đây là 5 cộng 1 là 6 cộng khi một số tự nhiên nữa thì chắc chắn phải lớn hơn 0, thì chỉ có thể là 10 chứ không phải là 0. Nên mình kết luận là A sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là A sẽ bằng 4, đúng không? 4 cộng 6 bằng 10. Như vậy ở đây mà người ta biết số 0 cũng như là biết 0 nhớ 1, nó đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có ở chỗ này là P. Như vậy 8 cộng P cộng 1 sẽ bằng 5, bằng 15, đúng không? Tiếp theo sẽ là mình có nữa là 8 cộng P cộng 1 thì sẽ bằng 15. Nên mình kết luận là B sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 8 cộng 1 là 9. Như vậy 9 cộng 6, như vậy B sẽ bằng 6. Như vậy mình kết luận vậy. Phép cộng đó là chính là 845, đúng không? Cộng cho 659 sẽ là 1504, đúng không? Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo câu B ở đây mình sẽ thấy là 6 chấm hỏi 2 trừ cho hỏi B 2. Như vậy mình cũng đặt tương tự, như vậy chấm hỏi này mình sẽ đặt là A, đây là mình đặt là B, đặt là C. Như vậy lúc đó mình sẽ có phép tính sẽ là 6A2 trừ cho B8C bằng D83. Như vậy chỗ chấm hỏi mình sẽ đặt là A, B, C, D, đúng không? Giờ mình sẽ làm tương tự như câu A khác. Thank you.
Như giờ mình sẽ làm tương tự, ta cần tìm các chữ số A, B, C, D sao cho. Đúng. Đúng rồi, cho cái này đúng nha. Giờ như vậy ở đây mình có, đây là 62 sẽ là số bị trừ. Đây là số trừ, đây là hiệu. Như vậy thầy sẽ chuyển từ phép trừ sang phép cộng để cho nó dễ tính. Như vậy mình lúc này mình sẽ có là số trừ cộng cho hiệu thì sẽ bằng số bị trừ, đúng không? Như vậy có nghĩa là B8C cộng cho D83 sẽ bằng 62, đúng không? Và lúc này mình sẽ có là ABCD sẽ là ABCD cũng là số tự nhiên có một chữ số. Giờ như mình sẽ có ABCD cũng là số tự nhiên có một chữ số nha. Giờ tiếp theo mình sẽ tính giống như trên, đúng không? Ta có. Như vậy mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, như vậy C cộng 3 sẽ bằng 2. C cộng 3 thì không thể bằng 2 được, đúng không? Vì một số tự nhiên cộng cho 3 thì không thể bằng 2. Như vậy chắc chắn phải bằng 12. Nên C sẽ bằng bao nhiêu? Nên C sẽ bằng là 9, vì 9 cộng 3 bằng 2. Như vậy lúc này mình sẽ viết 2 nhớ 1, đúng không? C cộng 3 bằng 12, mình sẽ viết 2 nhớ 1. Như vậy tiếp theo mình sẽ có là 8 cộng 8 cộng 1 sẽ bằng A. Tiếp theo mình sẽ có là 8 cộng 8 cộng 1 thì mình thấy sẽ bằng 17. Và bằng 17 mà viết A, A chỉ là một số có một số tự nhiên có một chữ số, như vậy chính là A bằng 7 chứ không phải là 17. Nên A sẽ bằng 7, đúng không? Chứ không phải là 17 được, vì nó có một chữ. A là một số tự nhiên có một chữ số thôi. Như vậy A sẽ bằng 7. Mình sẽ viết 7 nhớ 1 tiếp, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có là và tiếp theo sẽ là hàng trăm, đúng không? Mình sẽ viết A nhớ 1 như là B cộng D cộng 1 sẽ bằng 6. B cộng D cộng 1 sẽ bằng bằng xe, đúng không? Như vậy ở đây mình có là B cộng D cộng 1 bằng 6, có nghĩa là CGA sẽ là B cộng D bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 5 mà không, đúng không? Quê cộng chỉ quê hành chờ. Như vậy lúc này mình sẽ có các trường hợp là B bằng 1, mình sẽ tính ra D, đúng không? Chứ hết là mình sẽ trường hợp 1. Giờ ở đây mình nếu mà mình có B bằng 1 thì D sẽ bằng bao nhiêu? Thì D sẽ bằng 4, đúng không? Như vậy lúc đó mình sẽ có phép tính đó là như vậy là B bằng 1, D bằng 4, như vậy chính là 672 trừ cho 189 sẽ bằng là 483, đúng không? Mình sẽ thấy C bằng 9, A bằng 7, B bằng 1 và D bằng 4 vô thì mình sẽ có phép tính như thế này, đúng không? Giờ tiếp theo là nếu B bằng 2 thì D bằng 3, đúng không? Như vậy mình sẽ có phép tính đó là chính là 672, đúng không? Trừ cho 289 sẽ bằng là 387, đúng không? Giờ tiếp theo là
nếu b bằng 3, nếu b bằng 3 thì d bằng bao nhiêu? Thì d sẽ bằng 2, đúng không? Lúc đó mình sẽ có phép tính, đó là sáu trăm bảy mươi hai trừ cho 389 bằng 283, đúng không? Giờ tiếp theo là nếu b bằng 4 thì d sẽ bằng 1. Giờ mình sẽ có phép tính, đó là 672 trừ 489 thì sẽ bằng 187, đúng không? Giờ như mình xong câu 1.37 nhé. Giờ một câu 1.37 này mình sẽ cũng hơi chút giống một chút, nhưng mình suy luận sẽ dễ, đúng không? Giờ tiếp theo là câu 1.38 nhé. Cho bảng vuông 3.3, 3 nhân 3. Trong đó mỗi ô được ghi một số tự nhiên sao cho tổng các chữ tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột hay mỗi đường chéo đều bằng nhau. Một bảng tinh nghịch số đi 5 số ở 5 ô nên bảng chỉ còn lại như hình vuông. Em hãy khôi phục lại bảng đã cho nhé. Giờ như là ở đây mình sẽ có là một cái bảng 3 nhân 3. Như vậy mình sẽ có còn lại một số, còn những cái ô này bị người ta xóa đi, đúng không? Như vậy trước hết thầy sẽ đặt A, B, C, D, E vào vị trí như hình vẽ nhé. Giờ sau đó mình sẽ đi tìm các chữ số A, B, C, D nhé. Giờ thầy sẽ làm nhé. Trước hết ta đặt A, B, C, D, E vào vị trí như hình vẽ. Giờ bây giờ mình sẽ tính. Như vậy ở đây người ta nói là tổng của mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bằng bao nhiêu? Đi bằng nhau, đúng không? Như vậy ta có, mình sẽ có A cộng E cộng 34 sẽ bằng, như là cái hàng này thì sẽ bằng cái đường chiếu này, 35 cộng E cộng 37, 35 cộng E cộng 37 nên A sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình thấy là hai bên này có E giống nhau, mình cho biến mất. Như vậy là A sẽ bằng 35 cộng 37, 34 này điểm qua là trừ. Như vậy A sẽ bằng 35 cộng 34 trừ 35 cộng 37 trừ cho 34 thì chính là 38. Như A sẽ bằng 38, đúng không? Như vậy mình đã tìm được A là chính là 38. Như giờ lúc này mình thay A sẽ bằng 38, đúng không? Do đó bây giờ mình sẽ tính tổng cái cột này thì mình sẽ biết tổng cột bên đây, tổng của các dòng tổng đường chiếu, đúng không? Do đó mình sẽ tính tổng cột này 33 cộng 38 cộng 37 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 33 cộng cho 38 cộng 37 thì sẽ bằng là 108. Giờ như vậy là cột này bằng 108 thì có nghĩa là cái dòng này cũng là 108, đúng không? Như mình sẽ tính tiếp nhé. Như vậy là 33 cộng cho P cộng cho 35 sẽ bằng 108 nên B sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình sẽ lấy 108 mình sẽ trừ cho 33 trừ 35 chính là 40, vì B sẽ bằng 40, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính E, đúng không? Ta sẽ tính cái dòng này 38 cộng E cộng 34, 38 cộng E cộng 34 thì sẽ bằng 108 luôn, nên E sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là E sẽ bằng 108
trừ cho 38 trừ cho 34 như vậy e sẽ bằng 36. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ tính số nào? Như mình có a, a, b, e. Bây giờ mình sẽ tính d đi nhé. Như mình có 35 cộng 34 cộng d sẽ bằng 108. 35 cộng 34 cộng cho d sẽ bằng 108. Nên mình cái lượng d sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình sẽ lấy 108 trừ cho 35 trừ 34. Như vậy d sẽ bằng 39. Đúng không? Giờ cuối cùng mình sẽ tính cái dòng cuối cùng. D lúc này mình sẽ tính được 39, đúng không? Mình bây giờ mình sẽ tính tiếp là C, đúng không? Như mình sẽ có 37 cộng C cộng 39 thì bằng 108. Nên mình kết luận là C sẽ bằng bao nhiêu? Như giờ mình sẽ lấy 108, mình sẽ trừ cho 37 trừ 39 sẽ bằng là 32. Đúng rồi, như vậy C sẽ bằng 32. Giờ như mình sẽ điền vô nhé. B bằng 40, mình sẽ điền vô đây. Giờ E bằng 36 điền vô. Và C bằng 32 điền vô. Như vậy lúc này mình sẽ được một bảng hoàn chỉnh, đúng không? Tổng các cột, các dòng và các đường chéo đều bằng 108 hết. Giờ như là mình xong câu 1.38 nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.